Cá sấu hiếm thấy nhất thế giới chào đời ở Florida. Một công viên giải trí ở Florida công bố con cá sấu hiếm thấy nhất trên thế giới vừa chào đời. Cá sấu trắng với đôi mắt xanh. Cá sấu con ra đời tại công viên Gatorland. Đây không phải là cá sấu bạch tạng, nhưng là một giống cá sấu hiếm thấy, hơn được gọi là cá sấu bạch thể. Loại cá sấu này khác bạch tạng vì cá sấu bạch thể có những khiếm khuyết trong tế bào sinh ra hắc tố thay vì thiếu sắc tố. Con cá sấu cái mới chào đời nặng 96 gram và dài 49 cm. Ông Mark Hill, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công viên Gatorland cho biết, đây là thành quả của 15 năm làm việc và nghiên cứu để cuối cùng một con cá sấu bạch thể con ra đời tại Gatorland. Trong thiên nhiên chỉ xảy ra vài trường hợp và chưa bao giờ xảy ra trong điều kiện nuôi nhốt. Công viên giải trí 110 mẫu tọa lạc ở Orlando, Florida và nay có 3 trong số 7 con cá sấu bạch thể trên thế giới. Cá sấu bạch thể không khác cá sấu thông thường về thói quen ăn uống và tính khí, nhưng tương tự như cá sấu bạch tạng, chúng có thể bị cháy da khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Màu sắc của chúng cũng có nghĩa là chúng không thể ẩn mình vào môi trường xung quanh, khiến chúng dễ trở thành con mồi của động vật săn mồi. Ngoài ra, cá sấu bạch thể không khác bất kỳ loài cá sấu nào.